đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ kho 98 hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại hoa kỳ ngày 16 tây tháng 2 ở việt nam đó Hôm nay đã là ngày thứ năm, ngày 17 tây tháng 2 rồi, bây giờ là gần như là 9 giờ tối ở Cali Thì Thuận cũng đã chuẩn bị rất nhiều những thông tin để mà chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và Thuận đã cố gắng để mà gộp những thông tin này lại một cách nó lo hơn để mà chia sẻ với các bạn Tại vì thông tin hôm nay nó cũng rất là rải rác chứ không có chuyên sâu vào một cái đề tài nào hết Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn vào giá cả của Bitcoin thì cũng như thường lệ đây là giá của BTC tính theo giờ ở trên sàn Coinbase Thì các bạn thấy là cái mức giá bây giờ so với thời điểm này của ngày hôm qua nên nó cũng tương đương với nhau mà thôi Hôm qua làm video đó thì nó khoảng chừng là 44.100 thôi nhớ là như vậy Bây giờ thì giống như là đi hàng ngang thôi các bạn thấy bây giờ là 43.600 Và chúng ta thấy được là mỗi một ngọn nến một giờ thì trong dòng thời gian ngày hôm qua tới bây giờ phần lớn là giá cả vẫn tiếp tục cho phạm vi này 43.000 44.000 cũng không vừa đặc, đặc biệt hết và hôm qua các bạn thấy là có nhiều màu xanh một ngày trước đó cũng có nhiều màu xanh xuất hiện hôm nay thì nó lẫn lộn hơn các bạn thấy được là có màu đỏ có màu xanh nhưng mà cũng không có đỏ lắm cũng như là cũng không có xanh lắm có nghĩa là cái sự lên xuống hôm nay cũng không đáng kể và chúng ta thấy rõ hơn khi mà các bạn nhìn vào những đồng lớn đó ở trên chết thì các bạn thấy là trong vòng 24 giờ qua đó Bitcoin thì đi hàng ngang, chúng ta thấy là Ethereum thì cũng giống như đi hàng ngang mà thôi xuống 1,4%, BNB cũng vậy xuống 1,1%, XRP thì coi như đi hàng ngang trừ 0,7% những đồng khác cũng tương tự. Các bạn thấy là Cardano à, xuống 1,5%, Solar là xuống nhiều hơn 2,2 nhưng mà cũng rất là thấp. Avalanche thì uh, tăng 18%, The Luna thì xuống 0.2%, thì xuống 0.8%, uh, thì xuống 1%, coi như là phần lớn các bạn thấy là hôm nay giá cả nó cũng đi hàng ngang trong vòng 24 giờ qua mà thôi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn vào những thông tin nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu từ thị trường tài chính nói chung trước, tại vì có một số những thông tin đó, nó làm ảnh hưởng đến cả thị trường tài chính và đương nhiên các bạn thấy được là crypto bây giờ đã là một phần của thị trường tài chính nói chung rồi cho nên ít nhiều gì cũng sẽ bị cái sự ảnh hưởng. Có một điều nữa các bạn có để ý thấy được là bên Binance Smart Chain đó họ đã rebrand lại đổi lại cái ký hiệu của mình các bạn thấy được là cái logo cũng đã thay đổi luôn. Đây là cái logo mới của đồng BNB như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì chúng ta nhìn vào tài liệu nói chung ngày hôm nay đó thì các bạn sẽ thấy được là thị trường chứng khoán cũng tương tự như là thị trường crypto. Có nghĩa là hôm nay chúng ta thấy là cũng giống như đi hàng ngang. Chỉ số Dow Jones cuối cùng đó là kết thúc là -0.16% đi xuống. Uh, S&P thì tăng 0.09, còn Nasdaq thì xuống 0.11. Con số này coi như đi hàng ngang thì có như hiện tượng nổi bật nào ngày hôm nay mà chúng ta cần phải quan tâm đến. Nhưng mà trước hết á, thì ở thời điểm hiện bây giờ là thị trường uh, futures của chứng khoán nó đỏ một chút. Chúng ta thấy được là chỉ số Dow futures, S&P futures và Nasdaq futures đó đều là màu đỏ của ngày hôm nay. Còn chúng ta nhìn vào vàng đó thì uh, hợp đồng của vàng hôm nay thì tăng 0.21%. À, chúng ta nhìn vào dầu đơn hợp đồng dầu thì xuống 0,86% rất, rất là cao gặp hình được là 92 à, đồng 85 đô đồ cho một thùng dầu hợp đồng này nó mức này rất là cao các bạn đã nhớ là có một thời gian năm 2020 đó mà hợp đồng của dầu xuống con số âm không lúc đó là một cái lúc mà rất là sôi động trong thị trường dầu chúng ta nói tới những thông tin ở bậc ngày hôm nay đó thì cái thông tin đầu tiên thường muốn chia sẻ với các bạn đó cũng là cái vấn đề liên quan đến nga và ukraine thì các bạn thấy được là hôm nay chúng ta nhận được thông tin là này ngày mai là những thông tin khác giống như là các bạn thấy được là ngày hôm qua đó thông tin khắp mọi nơi là có dấu hiệu là nga đã rút một số quân về căn cứ của mình nhưng mà hôm nay chúng ta thấy được là thông tin mới nhất nói là à, không phải như vậy NATO nói là nghe đó thì không những là không có dấu hiệu rút binh mà còn có dấu hiệu tăng binh hơn nữa thì các bạn thấy được là chúng ta nên tin đai bây giờ một ngày hôm nay thì nói này ngày hôm qua thì nói khác à, các bạn thấy được hôm nay đó thì ngay cả cái thủ tướng của nước Anh đó chính là Boris Johnson à, cũng đã nói là cái thông tin khá là hỗn loạn hiện bây giờ cho nên à, chúng ta được là chúng ta à, cũng nên có cái sự chuẩn bị là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra bây giờ cũng không rõ là nga đã quân hay là chưa còn về vấn đề là nga có đánh vừa khoe hay là không thì đó là cái suy nghĩ của mỗi người mà thôi đương nhiên thường làm sao mà biết được thường chỉ có thể chia sẻ thông tin với các bạn và hôm nay đó cũng là ngày mà có một cái sự kiện mà nhiều nhà đầu tư cũng chờ đợi hồi sáng nay đó chính là cái sự kiện là Fed sẽ đưa ra cái văn bản cuộc họp à, của tháng vừa rồi các bạn cũng đã nhớ là cuộc họp của tháng vừa rồi đó là một cuộc họp mà nhiều người chờ đợi liên quan tới Fed sẽ có những quyết định chi tiết như thế nào liên quan tới tăng lãi suất và chúng ta đã nhớ là hồi tháng 12 đó khi mà họp xong thì Fed chia sẻ một số những thông tin à, nhưng mà sau đó khi mà chúng ta nhận được cái văn bản cuộc họp của Fed đó, thì nhiều người lại bắt đầu rất là lo lắng tại vì những gì được nói tới trong văn bản của cuộc họp đó khi mà họp thì họ sẽ ng có người đó để mà viết lại văn bản trong cuộc họp đó đó những cái người lãnh đạo của Fed đã chia sẻ những gì và những gì được chia sẻ trong cuộc họp đó thì khác với lại những gì được chia sẻ à, bởi Fed à, của cái à, tài liệu tháng 12. cho nên khi mà đưa ra cái à, tài liệu chi tiết đó các bạn thì được là mọi người đã rõ ràng hơn là Fed đang rất là lo sợ về quản lý phần trăm lạm phát khiến cho thị trường toàn màu đỏ thì hôm nay đó nhiều nhà đầu tư nhớ tới cái cảnh đó cho nên cũng lo lắng hồi sáng này nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng nhận được cái văn bản chính thức đến từ Fed về cuộc họp mới đây của tháng 1 đó thì chúng ta thấy được là Fed cũng không có gì gọi là quá bất ngờ hết có thể nói được là những gì chúng ta đã biết thì cũng được đề cập đến trong cái văn bản chi tiết có nghĩa là Fed thì bây giờ đang nhiên về là sẽ tăng lãi suất bắt đầu là từ tháng 3 và vẫn là như vậy vẫn là tăng lãi suất có thể là đi từ từ chứ không có lý do gì mà Fed muốn làm cho thị trường bất ngờ hết đâu có được lợi gì đâu các bạn thì được là Fed tuy nhiên là muốn thị trường ổn định và chúng ta nói tới đây là thị trường tài chính chúng ta nói nơi đây là giá cả của chứng khoán chúng ta nói tới nền kinh tế cũng như là nói tới cái công an việc làm đương nhiên không có lý do gì mà Fed muốn cho nền kinh tế bị một cú sốc hết cho nên nếu như mà có có thể thì Fed sẽ tăng từ từ 0,25% và có thể tăng liên tục để từ từ quản lý được lạm phát và chỉ tăng 0,5% nếu như mà thực sự cần thiết mà thôi nếu như mà không có dấu hiệu là phần trăm lạm phát nó sẽ ngưng lại và thường nên thì có lòng tin là phần trăm lạm phát đó chúng ta có thể thấy được là nó đã gần tới cái đỉnh rồi thường đã chia sẻ ngày hôm qua lý do tại sao nó nghĩ như vậy nhưng mà hôm nay thì tôi chia sẻ thêm với các bạn một số những cái lý do khác để mà hỗ trợ cái suy nghĩ đó và hàng ngày đó thì thuận chia sẻ rất nhiều những cái thông tin với các bạn tại vì thường muốn các bạn nắm được nhiều thông tin để hỗ trợ các bạn trong cái suy nghĩ đầu tư của mình nhưng mà thật ra phần lớn những thông tin các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng đó phần lớn là ngắn hạn mà thôi và trong dài hạn đó thì các bạn thấy là zoom ra thì chúng ta vẫn thấy là không có một cái thông tin nào trong thời gian qua mà có thể làm ảnh hưởng dài hạn đối với sự phát triển của bitcoin nói riêng crypto nói chung và thậm chí cả thị trường tài chính các bạn đã thấy đó là con ai nhớ tới những thông tin như là Hoa Kỳ vỡ nợ hay là không, những thông tin như là Evergrande vỡ nợ hay là không, những thông tin như là chúng ta sẽ có hay là không có gói hỗ trợ đến từ Hoa Kỳ khi mà dịch bệnh xảy ra. Đó là những thông tin mà một thời rất nhiều bạn quan tâm đến. Hôm nay đó thì các bạn quan tâm đến Nga có đánh hay là không đánh dù khen, các bạn quan tâm đến là fed có tăng lãi suất hay là không tăng lãi suất nhưng mà thường nghĩ là sau này nhìn lại đó các bạn chắc cũng sẽ chẳng nhớ mình đã từng quan tâm đâu. Thường không có nói là những thông tin này đó là không quan trọng. Ý thường muốn nói đây đó là thông tin cũng chỉ là thông tin mà thôi. À, thường chỉ muốn chia sẻ để các bạn nắm thêm để hiểu rõ hơn cái cách tổng quát tinh thần là như thế nào. Nhưng mà còn về cái việc những thông tin này đó, Sức kinh thượng lâu dài thì hầu như là không có như các bạn đã thấy bao nhiêu năm qua. À, thuận đã từng nhìn thấy rất nhiều thông tin rồi nhưng mà cuối cùng các bạn thấy là con đường phát triển của bitcoin và crypto như thế nào con đường phát triển của thị trường chứng khoán như thế nào không một thông tin nào có cái sự ảnh hưởng lâu dài hết thị trường phát triển trong lúc Fed tăng lãi suất cũng phát triển trong lúc mà Fed giảm lãi suất cũng phát triển các bạn thấy được là thị trường trong thời gian chiến tranh cũng phát triển không có chiến tranh cũng phát triển cho nên trên căn bản dài hạn nên những cái vấn đề này cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm đâu và cái mà sự quan trọng hơn nên thường nghĩ là các bạn cần phải quan tâm đến là cái tài khoản của mình có tăng hơn theo thời gian hay là không đó chính là cái mục đích mà các bạn đầu tư điều quan trọng nhất là các bạn có tăng tài sản theo thời gian đó mới là điều mà thuận quan tâm đến và các bạn cũng nên suy nghĩ đến cái vấn đề này thật ra thông tin không phải là không quan trọng nhưng mà có thật sự là quan trọng với bạn hay là không đó là điều tôi muốn nói đây đương nhiên có thể là những thông tin liên quan tới nga có đánh hay là không đánh ukraine đối với những người dân của nước nga hay là ở ukraine đó điều rất là quan trọng tại vì các bạn thấy được là hai quốc gia này gần nhau và cũng có nhiều người có gia đình có bạn bè ở ukraine cũng như là ngược lại cho nên những thông tin này đó có thể là rất quan trọng đối với họ nhưng mà có thật sự quan trọng đối với bạn hay là không thật ra chúng ta thấy được thông tin này đó thường chia sẻ để các bạn nắm được thị trường lên xuống là do sự ảnh hưởng ngắn hạn của thông tin này nhưng mà về dài hạn nó thường vẫn lúc nào cũng muốn cho các bạn có một cách nhìn tổng quát hơn cho nên thường mới chia sẻ nhiều như vậy với các bạn hàng ngày các bạn thấy được đó là hôm nay chúng ta cũng có một số thông tin khác nổi bật ở trong cái thị trường tài chính mà thường nghĩ là thường sẽ chia sẻ những thông tin này tuy là nó không có liên quan trực tiếp đến crypto nhưng mà nó sẽ liên quan đến cái suy nghĩ của thuận về việc là phần trăm lạm phát sẽ đi tới đâu như thường đã chia sẻ với các bạn cách đây 2 năm đó khi mà chúng ta bắt đầu có dịch bệnh khi mà chúng ta nghe nói tới là những cái quốc gia họ sẽ in tiền để mà hỗ trợ người dân à, và đương nhiên thường cảm thấy là lúc đó 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 là cái sự lựa chọn đối với thuận cũng là một sự lựa chọn cần thiết thời điểm đó để người dân an tâm ở nhà hơn nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận là cái hệ lụy của những việc làm đó chính là dẫn đến À, cái phần trăm lạm phát sẽ tăng và lúc mà chúng ta chưa thấy nó tăng đó, thì các bạn nghe nó lạm phát cũng như là một cái lý thuyết gì đó nhưng mà bây giờ đó các bạn thấy được nó đã ảnh hưởng tới trực tiếp khi mà các bạn dùng tiền để mà các bạn đi mua đồ ăn thức uống các bạn đi chơi bất cứ cái gì bây giờ cũng tăng giá lên một cách cực kỳ cao luôn và đối với thường đó thì phần trăm lạm phát đã tăng rồi thời điểm đó nhiều người cũng không tin là sẽ tăng có nhiều người cũng đã comment nói thường là thường không biết thường đang nói cái gì, tại vì họ không thấy là phần trăm lạm phát tăng gì hết, không thấy vật giá leo thang, nhưng mà tiền cứ in ra, thường nên chia sẻ với bạn là cần thời gian để cho cái số tiền đã thấm vào trong thị trường tài chính chúng ta mới thấy được cái hậu quả của lạm phát là như thế nào. Nhưng mà cái mà Thường muốn chia sẻ đây đó là bây giờ đã qua 2 năm thì suy nghĩ của Thường bây giờ đó là lạm phát đã có rồi và cũng đã tăng rất là nhanh. Trong thời gian qua Thường nghĩ đây chúng ta sẽ bắt đầu thấy phần trăm lạm phát sẽ ổn định trở lại vẫn ở mức cao giống như là 7%, 6% vẫn ở mức cao. Đối với lại Hoa Kỳ muốn là 2% mà thôi thì Fed sẽ không cách nào Thường nghĩ là trong thời gian ngắn có thể đẩy phần trăm lạm phát xuống cái mức mà họ muốn giống như là 2% đâu. Nhưng mà Thường không nghĩ là phần trăm lạm phát cứ tăng và tăng mãi các bạn thấy được là hôm nay đó thông tin là thông tin đến từ à, cái thống kê đó là người dân Hoa Kỳ khi mà họ mua nhà là phần lớn là họ mượn tiền mua nhà thì đối với lại người dân Hoa Kỳ đó, thống kê là nếu như mà họ mua nhà thì họ sẽ mượn là 30 năm ngân hàng và bây giờ đó thì cái số lượng tiền mà họ mượn nó đã tăng một cái mức kỷ lục rồi các bạn thấy được là trung bình đó, chúng ta thấy là một người đó là đang vay mượn ngân hàng để mua nhà là trung bình là 400 trăm 53.000 đô. Các bạn thấy được là đây là con số rất là cao, cao nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Các bạn đã thấy tại sao rồi? Lý do đó là tại vì nhà cứ tăng giá và tăng giá trong thời gian qua. Để thương cho các bạn một cái ví dụ thường sống quận cam. Hồi xưa thường không sống quận cam, thường chỉ chuyển về quận cam từ cuối năm 2018 tới bây giờ mà thôi. Nhưng mà nào mà theo dõi kênh, nhiều năm cũng đã biết là trước đó thường sống ở uh, Westlake Village, rồi sống ở Thousand Oaks. Và phần lớn là thường sống ở New York uh, và ở uh, Ohio khi mà thường bắt đầu kênh này thì khi mà thuận mới chuyển đến quận cam này đó thì thuận trước hết là muối nhà để xem coi là lúc đó mình đi khảo sát coi coi là quận Cam này thành phố nào có thể mua nhà được thì cuối cùng thượng đã lựa chọn là mua nhà ở quận Cam này sau khi bán căn nhà tao Oaks trước đây thì căn nhà thượng mua đó năm 2018 là một căn nhà đối thượng cũng là căn nhà trung bình mà thôi đây là căn nhà 3 phòng có hai lầu diện tích là khoảng chừng 1.800 square feet à, xây năm 2015 coi như cũng là một cái khu mới thời điểm đó tại biểu đó chỉ là năm 2018 thôi nhưng mà à, cái lúc đó thường mua đó là giá đó là 615 ngàn và thường đã phải đấu giá thời điểm năm 2019 rồi đầu năm đó, đó là thường phải đấu giá ra cái giá bán đó là 605 ngàn nhưng mà nào mà không sống ở Hoa Kỳ có thể cảm thấy được là rất là khó hiểu nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ cảm thấy bình thường mà thôi thường là các bạn mua nhà trong vòng bao nhiêu năm qua đó là các bạn mua nhà là giá nhà chỉ đấu lên mà thôi chứ không có trả giá được các bạn mua nhà ở Hoa Kỳ là bao nhiêu năm qua là các bạn chỉ có thể đấu giá lên mà thôi thì lúc đó đó thường mua cái nhà này là năm nhưng mà Thuận phải đấu giá lên tới 615 ngàn để lấy căn nhà này Và lúc đó Thuận nghĩ là đã mắc rồi Mình có thể đã mua hố 10 ngàn đô Thậm chí là hơn nữa Nhưng mà không ngờ các bạn thấy là trong dọn dạng chỉ có 2 năm thôi 2 năm rưỡi thôi Mà cái người đối diện nhà của Thuận nó cái nhà y chang luôn bán mới đây thôi là 820.000 đô và những căn mới đó mà mới đăng bán mới đây đó là đang bán ở cái mức tương tự như nhà thường đang bán ở cái mức là 850.000 đô nó lên một cách rất là kinh khủng trong thời gian chỉ có 2 năm mấy thôi thì đương nhiên việc này đó là không chỉ riêng ở quận Cam mà ở khắp nơi Hoa Kỳ cho nên cái việc là giá nhà tăng cao đó cũng là một chuyện thường cảm thấy là à, dẫn đến là cái à, cái số lượng tiền mượn đó, nó sẽ cao hơn thì thường nói những điều này với các bạn nghĩa là gì thường nghĩ đó là giá nhà đã tới một mức đó mà thường cảm thấy là một người bình thường nó khó có thể mua được rồi nếu như mà cứ tăng mãi như vậy đó một người thực sự là cần thiết để mua nhà đó thường nghĩ là phần lớn họ sẽ đi mướn nhà cho nên tới một mức nào đó giá nhà cứ tăng 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 mãi nhưng mà một mức nào đó đó sẽ tăng tới một mức mà chúng ta sẽ không thấy có số lượng người mua cần thiết để mà đấu giá nữa sẽ dẫn đến là giá nhà sẽ bị khựng lại mức đó thường không nói là giảm thường chỉ nói là sẽ bị khựng lại cái mức đó giá nhà cũng sẽ không có tăng mãi và tăng mãi đâu chứ nếu tăng mãi hoài thì ai sẽ mua những căn nhà đó nếu như mà chúng ta không tính những người đầu tư đi những người đầu tư họ sẽ không mua những mức cao đâu họ sẽ đợi cho lúc nào mà giá nó thấp xuống họ mới đi mua cho nên đối với những người mà cần mua nhà lúc nào họ cũng bị thiệt hết cái bạn thì được là những lúc mà lãi suất thấp đó thì ai cũng mượn lãi suất để mà đi à, mua nhà với cái mức lãi suất thấp dẫn đến đấu giá giá nhà tăng lên thì cứ lãi suất càng thấp giá nhà càng tăng nhưng mà ngược lại đó khi mà giá nhà sụp xuống đó thì lại có nhiều nhà đầu tư có tiền mặt chờ sẵn họ lại phải đi đấu giá với những người mà có tiền mặt cho nên lúc nào những người đi mua nhà mà không có tiền mặt đó cũng bị thiệt ở Hoa Kỳ này nhưng mà nói lại đó giá nhà cũng sẽ như là nhiều cái thường sẽ chia sẻ với bạn nó sẽ không mãi mãi tăng đâu tại vì tới mức nào đó đó người bình thường cũng sẽ không có chấp nhận cái giá đó và giá sẽ bị khựng lại và các bạn thấy được là một điều khác nữa hôm nay đó là thống kê là cái số lượng hàng hóa tiêu dùng được mua đó trong tháng 1 à, thì cái số lượng bán đó đã tăng 3,8% trong tháng 1 thì đương nhiên đây đó nhìn về mặt căn bản là một cái điều tốt nhưng mà các bạn thấy được khi mình thuận đọc bài viết dưới này đó thì họ viết rõ hơn là cái con số tăng này đó là không tính cái phần trăm lạm phát có nghĩa là cái thu nhập của những công ty bán hàng như là bán hàng online hay là những cái mo bán hàng tiêu dùng đó thì cái thu nhập của họ tăng 3,8% nhưng mà trên căn bản đó cái phần trăm tăng này có phải là họ bán thêm hàng hóa có nhiều người mua hơn hay là cái phần trăm tăng này đó là đến từ lạm phát có nghĩa là người dân phải bỏ nhiều tiền hơn để mà mua cùng một số hàng hóa dẫn đến thu nhập của họ tăng lên đây là điều mà không rõ trong bài viết này và hôm nay nên thường cũng nghe một số những cái công ty giống như là theo thường biết ngày hôm nay đó là công ty Wing Street một trong những công ty mà bán cánh gà chiên các bạn có thể mua đó thì họ cũng đã tăng giá và họ cảm thấy được là họ cứ tăng giá hoài không phải là hiệu quả đâu tại vì các bạn thấy là lạm phát không phải là điều tốt nếu như mà lạm phát quá cao đối với công ty này tại vì ra những công ty như là bán đồ ăn thức uống đó, thì họ đương nhiên là phải tăng giá Tại vì bây giờ mặt bằng cũng tăng giá Mướn người cái giá mắc hơn Hàng hóa họ nhập vào cũng cái giá mắc hơn Thì đi họ phải tăng giá hàng hóa còn họ lên Nhưng mà khi mà họ tăng giá lên như vậy đó Họ cứ tăng hoài tăng hoài Thì tới một mức nào đó sẽ dẫn đến là Họ càng tăng giá thì họ càng bán ít hơn Cho dù là giá hàng hóa tăng lên Nhưng mà họ bán ít hơn Tại vì người dân cảm thấy là mắc quá Họ không muốn đi ăn bên ngoài Họ tự nấu ở nhà hay là cái gì đó Thì cũng sẽ dẫn đến thu nhập của họ sẽ thấp hơn cho nên á nhiều cái công ty bây giờ than phiền là họ thực sự là không muốn tăng giá đối với lại người tiêu dùng tại vì tăng cứ tăng như vậy đó không phải là cái kết quả tốt thì thường cảm thấy được nếu như họ cứ tăng tăng thêm một mức nào đó thì người dân sẽ cảm thấy là mắc quá nếu gì thì mình ở nhà mình tự nấu ăn thì tốt hơn tại vì cái sự khác biệt giữa nấu ăn ở nhà và ra ngoài ăn đó mức cao đến nỗi mà nó đã không thể nào mà chấp nhận được thì lúc đó các bạn thấy được là giá nó cũng sẽ ngưng tăng mà thôi vì lý do đó đó các bạn thấy được là bây giờ ai cũng than phiền lạm phát thì thường là những ngược lại là chúng ta cũng sắp sửa thấy được là lạm phát nó đến mức này thường nghĩ nó cũng đã phải ngưng trở lại và đó là điều mà các bạn muốn thấy nếu như mà các bạn không muốn phép tăng lãi suất quá đột sức chúng ta muốn thấy được là lạm phát không cần phải giảm nhưng mà cần phải ổn định khi mà lạm phát ổn định thì chúng ta mới thấy là phép sẽ nhẹ nhõm hơn rồi từ từ họ mới tăng lãi suất của họ tình hình nền kinh tế nó mới ổn định đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đồng hành cùng chúng ta hôm nay đó là Mojito Swap đây là cái dự án lớn nhất thuộc mạng DEX trên KuCoin cool Community Chain thì Morhid Swap đó là một cái sàn giao dịch phi tập trung dựa trên mô hình automatic market maker hay gọi là AMM và vận hành trên nền tảng blockchain của KuCoin Community Chain hay gọi là KCC thì Morhid Swap đó cho người dùng gửi tài sản của họ vào các pool và Bar để cung cấp tính thanh khoản và nhận được lợi nhuận. Ngoài ra đó thì swap vừa được niêm yết trên sàn KuCoin. Cool Điều này đã cho thấy là đây là dấu hiệu KuCoin cool sắp bắt đầu đẩy mạnh KCC và trong video này tôi sẽ chia sẻ một số những cái thông tin cũng như hướng dẫn các bạn cách tham gia IDO cho một cái dự án có tên là Cool Mining ở trên Launchpad của Swap. và đây là lần khởi chạy dự án IDO đầu tiên trên mùa Heater Swap và rất có khả năng là KuCoin cool sẽ không để cho mọi người thất vọng đâu và Ku cool Mining đó, hiểu đơn giản là một cái dự án thuộc mảng game một cái game mô phỏng on chain dựa trên hash power hay là cái sức mạnh băm ngoài đời thật với nhiều cách chơi khác nhau người chơi có thể tham gia với tư cách là staker miner và mining host để tận hưởng niềm vui của cái sự sáng tạo mọi hash power trong game đó sẽ tương ứng với tỷ lệ hash rate ngoài đời thật và người chơi đó sẽ có cơ hội kiếm phần thưởng BTC ở trong khu cool mining và để tham gia một swap launchpad đó, thì bạn cần phải lưu ý ba giai đoạn quan trọng trước đó là lúc mở bán trong quá trình mở bán và sau khi mở bán cụ thể đó từng giai đoạn là như thế này với giai đoạn trước khi mở bán đó thì cái ví của bạn phải thiết lập mạng KCC và kết nối với lại một swap có thể xem hướng dẫn và tài liệu của KuCoin trên màn hình của thuận hiện bây giờ Tiếp theo đó là bạn cần thiết lập hồ sơ riêng của bạn và tham gia vào team yêu thích theo hướng dẫn ở đây. Và lưu ý đó là cái bước này là bước bắt buộc các bạn phải làm để tham gia vào Launchpad nên không được bỏ qua. Và cuối cùng đó là bạn cần phải đủ token LP trước khi mà mở bán. Các bạn có thể là thanh toán bằng token LP đó cặp MJT và KCS trên sàn của Mohido Swap. Nếu như bạn nào mà chưa biết cách nào mà để mà có thêm token LP thì làm theo hướng dẫn ở đây. Tiếp đến đó là những gì mà bạn thường làm trong khoảng thời gian mở bán. Hiện tại đó thì một đồ Swap launchpad được chia thành hai option. Thứ nhất là limited option và thứ nhì là unlimited option. Các bạn có thể lựa chọn bất kỳ option nào tùy muốn của mình và sẽ có các lưu ý về các option như sau. Thứ nhất đó là thời gian tham gia của limited option và unlimited option là khác nhau. Vì vậy đó các bạn cần phải chú ý đến thời gian của từng option. Thứ nhì đó là phương thức bán của cả limited option và Unlimited Option là Overshow Overflow Trong cái phương thức Overshow Overflow đó bạn có thể đầu tư bất kỳ số lượng token nào để tham gia vào Launchpad Số lượng token mà bạn sẽ kiếm được đó là phụ thuộc vào tỷ trọng của bạn trong tổng số tiền đầu tư vào cái Launchpad đó Đến giờ mở bán đó, thì bạn mua lựa chọn option nào thì bấm Commit token LP tại đó lưu ý đó là sẽ có một khoản phí xử lý cho Unlimited Option và cái phí xử lý sẽ được cân bằng theo tỷ lệ của Oversold Sau khi mở bán đó, thì các bạn bấm nhận về các token của mình đã mua và nhận lại cái số token LP còn dư của mình Nếu không nên thì phía Mojito Swap sẽ có quyền xử lý chúng sau thời hạn khách hàng Vừa rồi đó, đây là cách các bạn có thể tham gia một cái màu Heater Swap Launchpad. Các bạn nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm hay là muốn trải nghiệm nên thì có thể đăng ký tài khoản tài sản KuCoin thông qua link thường để bên dưới cái video này ở phần description để các bạn có thể mua KCS và MGT để rút ra màu Heater Swap mạng KCC để mà tham gia. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, KuCoin và một swap Nhưng mà trước khi chúng ta nói tới một số những thông tin nổi bật khác này thì thường muốn dành một ít thời gian để mà rất cảm ơn à, Các bạn đã ủng hộ kênh bằng cách tập tham gia vào Stake Cardano với lại cái đội Staking TAVN Đây là một cơ đội Staking ở Việt Nam và đây là cái hợp tác giữa DevOps Engineer và đội của Thuận Capital Và đã có rất nhiều bạn ủng hộ trong thời gian qua và đặc biệt là gần đây đây các bạn thấy được là cái tổng số Cardano tham gia vào Staking với đội Thuận Capital đã lên tới cái mức là hơn 4,3 triệu đồng ADA và con số này tính theo đô la thì các bạn thấy là 4,3 triệu nhân cho cái giá của Cardano hiện tại thì các bạn thấy được cái sự ủng hộ của các bạn à, lớn lên cỡ nào rồi. Và bây giờ đây thì các bạn thấy được là có một thông tin đó, là cái à, hội staking TAVN này đã, đã nằm trong danh sách các pool hỗ trợ Sunday Swap Reverse đã được à, nằm trong danh sách này, có nghĩa là các bạn sẽ được chia 20 triệu token Sunday thì các bạn có thể quỹ thác TABN để mà nhận Sunday và đương nhiên có thời gian các bạn thấy được là thời gian đó là các bạn phải stake trước 4 giờ 45 ngày 20 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Có nghĩa là ngày 19 tây à, tháng 2 4 giờ 45 chiều giờ ở New York hay là 1 giờ 45 giờ Cali. Và đây là bên dưới những cái link liên quan đến staking Cardano với lại đội thùng Capital đội thường có đăng trên tất cả những mạng xã hội. Và đương nhiên khi mà staking thì cái đồng Cardano vẫn nằm trong ví các bạn và các bạn vẫn bảo quản À, với cái ví cá nhân, khoá tiền cá của các bạn Và có thể rút bất cứ lúc nào Chúng ta sẽ tiếp tục nói tới những thông tin nổi bật khác Thì các bạn đã nhớ là ngân hàng JP Morgan Cũng như là JP Diamond uh, Đã từng chỉ trích uh, Bitcoin như thế nào Crypto như thế nào từ những năm như là 2016. Nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng thì ngân hàng JP Morgan là ngân hàng đầu tiên uh, mà mở một cái chi nhánh của họ ở trong Metaverse. Thì đây là cái thông tin mới được chia sẻ cái mà uh, thuận không hiểu đây đó là ngân hàng JP Morgan họ mở cái uh, chi nhánh on the cloud ở trong Metaverse để uh, làm gì? Đây là một cái uh, Metaverse của Decentraland Thì uh, có phải là nhiều người nói là bây giờ các bạn có thể là đi ở trong uh, đi Santaland đi tới để mà tới chi nhánh Onyx này của JP Morgan có phải là họ sẽ dịch vụ sau này hay là không dịch vụ là gì Nhiều người nói là thì cũng giống như ngoài đời mà thôi các bạn thấy là ngoài đời chúng ta đến ngân hàng JP Morgan để mà mượn tiền mua nhà mua xe thì sau này có thể là tới Onyx Lounge ở của JP Morgan trong Santaland để mà làm đơn uh, mua nhà mua xe ở trong Metaverse các bạn nghĩ như nào các bạn hãy comment bên dưới thì đương nhiên các bạn thấy là vẫn là câu nói đó, đừng nghe những gì họ nói và hãy nhìn những gì họ làm. Càng chỉ trích crypto bao nhiêu thì các bạn càng phải nhìn sâu hơn là họ là ai và đang làm những gì. Một điều khác nữa đó thì cũng liên quan tới Metaverse thì đây là thông tin các bạn thấy được là gần đây đó thì chúng ta thấy là công ty Facebook đó giá cổ phiếu đi xuống một cái lý do tại sao mà công ty Facebook đó cái giá cổ phiếu đi xuống đó là liên quan đến nhiều người đã biết được là cái metaverse của Facebook đó thì phải tốn rất nhiều thời gian để có thể là có cái hiệu quả được bây giờ các bạn thấy là nhiều năm qua thì vẫn lỗ liên tục và một cái nữa thì các bạn thấy được là apple đó gần đây cũng đã thay đổi cái chế độ bảo mật quyền tư ẩn của người tiêu dùng thì các bạn thấy là mỗi lần các bạn lên những cái ứng dụng đó bây giờ là hỏi là các bạn có muốn chia sẻ thông tin hay là không và đương nhiên nhiều người sẽ không muốn chia sẻ thông tin với những cái ứng dụng họ đang sử dụng nhưng mà cái mà ảnh hưởng đó là những công ty như là Facebook các bạn thấy là Facebook đó là bán quảng cáo và họ muốn bán quảng cáo hiệu quả đó thì họ phải cần biết những thông tin là các bạn là ai các bạn thích những gì nhưng mà bây giờ đó các bạn thấy được là cái sự thay đổi của Apple dẫn đến là công ty Facebook đó không có thu thập được những cái dữ liệu đó khiến cho họ không có hiệu quả trong việc quảng cáo và đi nhiên ảnh hưởng đến công ty và thu nhập của họ. Thì bây giờ đã có một thông tin là Google cũng có thể làm điều tương tự với những cái máy Android của họ. Cứ tiếp tục như vậy đó thì các bạn thấy là Facebook đó chắc phải tự ra cái điện thoại riêng cho mình rồi chứ không tiếp tục được đâu nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là chúng ta cũng sẽ nghe nói tới những công ty như là Facebook và những công ty khác đó họ sẽ đổ tiền để mà mở ra một cái metaverse riêng cho họ nhưng mà các bạn sẽ thấy là trong tương lai câu trả lời sẽ có rất là sớm tại vì chúng ta cũng đã từng nghe nói sự kiện tương tự năm 2017 lúc mà blockchain bắt đầu là mở rộng đó thì chúng ta nghe nói tới rất nhiều những công ty chúng ta nghe nói tới những công ty như là JP Morgan chúng ta nghe nói những công ty như là Samsung à họ sẽ tự mở ra một cái blockchain riêng cho họ nhưng mà thường đây chia sẻ về lúc đó, đó thì những blockchain này nó sẽ không có cái giá trị gì đâu tại vì các bạn thì đây cũng là một cái trung tâm dữ liệu tư nhân mà thôi chứ không phải là blockchain công cộng như là chúng ta biết và cái giá trị nó sẽ không có như những blockchain công cộng đâu blockchain công cộng mới là tương lai crypto mới là tương lai thì lúc đó nhiều người nói là không phải đâu thường thường nói sai rồi tại vì blockchain mới là tương lai nhưng mình thường nói với các bạn không phải đâu crypto mới là tương lai chứ không phải là blockchain thì đó là cái sự giải thích của thời điểm đó bây giờ thường cũng nghĩ tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ thấy những công ty như là facebook họ có tiền thì họ sẽ từ mở ra một cái metaverse cho họ nhưng mà thường nghĩ là cái hiệu quả cũng như là cái độ phủ sống và cái độ phổ biến nó sẽ không bằng những cái metaverse như là decentraland sau này đâu chúng ta thấy được là, đây là lý do tại sao mà nhiều những cái thương hiệu lớn như là nike à, các bạn mới thấy là jp morgan chase đó, họ lựa chọn một cái MetaVerse không cộng, tại vì họ biết được là hệ sinh thái nó sẽ lớn hơn rất là nhiều, hiệu quả hơn đối với cái à, điều mà họ cần làm trong MetaVerse để mà quảng bá thương hiệu của họ. Tôi nghĩ là một số công ty lớn đã nhận ra được đó là cái sai lầm khi mà tự tạo về blockchain tư nhân rồi. Thông tin kế tiếp đó là thường tiếp tục cập nhật với các bạn thông tin liên quan đến Canada và cái sự kiện liên quan đến những cái người mà lái xe tải biểu tình đó, thì như thường đã nói ngày hôm qua thường chỉ chia sẻ những thông tin ảnh hưởng đến tài chính cũng như là ảnh hưởng đến Bitcoin và crypto mà thôi. Có rất nhiều bạn đó thì có cái tư tưởng chính trị thực ra cũng không có gì là sai nhưng mà cái thường muốn nói với bạn ở đây đó là thường chỉ chia sẻ về cái phương diện tài chính mà thôi chứ không có nói về chính trị cho nên tôi cũng không hy vọng là bất cứ ai đem cái tư tưởng chính trị của mình mà comment ở dưới những cái video tại vì nó không quan trọng đến cái thuận đâu và thông tin mới nhất đó là chúng ta thấy là sau khi mà có nhiều người đã dùng bitcoin để mà ủng hộ những người mà đứng lên uh, biểu tình những cái tài xế đó đó tại vì gofundme đã bị uh, chấm không cho đưa tiền cho những cái người này thì các bạn thấy được là hôm nay đó chúng ta có thông tin là cảnh sát hoàng gia của canada đó thì đã đưa ra 29 địa chỉ ví Bitcoin mà đã có cái giao dịch lên tới là khoảng chừng là 1 triệu đô la Bitcoin. 29 ví này đó đưa vào danh sách đen. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là 29 ví này sẽ bị theo dõi và nếu như mà có ai đó mà muốn rút tiền hay là bán Bitcoin của mình đến từ 29 ví này đó thông qua những sàn ở Canada thường nghĩ là sẽ rất là khó khăn thì đây là cũng là một một câu hỏi mà nhiều bạn cũng hỏi thường ngày hôm qua đó là liên quan đến cái vấn đề này thì nếu như mà chúng ta thấy được là cái sự kiện tương tự xảy ra vì một lý do nào đó mà chúng ta có cái Bitcoin trong tay nhưng mà những ngân hàng hay là những cái sàn dịch các bạn sử dụng nó lại không cho các bạn bán Bitcoin của mình tại vì họ nghi ngờ các bạn liên quan tới một cái sự kiện nào đó có Bitcoin đó cũng không có giá trị hay là không Thì tôi nghĩ đây cũng là một trong những cái vấn đề mà sau những sự kiện như thế này đó Tôi nghĩ là cái sự phát triển liên quan tới cái hệ sinh thái của những nơi nào chấp nhận Bitcoin trực tiếp Bây giờ thì ở Hoa Kỳ và thế giới cũng có nhiều những cái trang web sử dụng Bitcoin trực tiếp rồi Và ngay cả chỗ thường ở đó cũng có nhiều nhà hàng giống như là Next Burger thì cũng thanh toán trực tiếp bằng Bitcoin chứ không có cần phải thông qua tiền mặt thì bây giờ chúng ta vẫn chưa có cái hệ sinh thái đó nhưng mà thằng nghĩ là đây cũng là một trong những điều mà nhiều người sẽ nhận ra là hệ sinh thái đó nó đang rất là yếu và cần phát triển nhiều hơn tại vì trên căn bản nếu các bạn sống ở Canada mà những cái sàn cái gì các bạn sử dụng đó không cho các bạn bán Bitcoin của mình thì các bạn cũng không có cách nào khác đâu ngoài trừ các bạn bán thông qua những sàn quốc tế mà thôi và đương nhiên đây là một sự kiện diễn ra Canada thường không ở sống ở Canada thường sống ở Hoa Kỳ và thường có thể chia sẻ với các bạn đó những cái sự kiện như là ngân hàng đóng băng à, mà không cần phải có những cái lý do cụ thể hay là không cần phải chịu trách nhiệm ra tòa nếu như bị kiện đó, thì sẽ không xảy ra ở Hoa Kỳ đâu tại vì các bạn thấy là mới chút xíu thôi thì những nghị sĩ ở Hoa Kỳ đó đã nhanh chóng đưa ra những cái luật để có thể thông báo quốc hội là những sự kiện này sẽ không xảy ra ở Hoa Kỳ và có rất nhiều những thông tin ở trên những mạng xã so hiện bây giờ đó như bên nào mà sống ở canada mà hiểu hơn đó thì hãy chia sẻ ở bên dưới là không biết, biết tại sao đó là những ngân hàng mà thường thấy nhiều người trên twitter chia sẻ đó là những ngân hàng canada như là scotia bank à, thì nói là đã gặp những cái sự cố không hoạt động trong vòng 24 giờ qua hay là chúng ta có những ngân hàng à, như là IBC cũng có cái sự kiện tương tự là ngưng hoạt động trong một thời gian trong vòng 24 giờ qua à, hay là BMO cũng có sự kiện tương tự hay là chúng ta nói tới ngân hàng TD Canada Trust cũng có sự kiện tương tự liên quan tới gián đoạn à, phục vụ khách hàng Thì những bạn nào biết lý do tại sao thì hãy comment ở bên dưới Nhiều người thì có nhiều tin đồn bây giờ là có thể là có nhiều người đi vào ngân hàng Canada để mà rút tiền à, Tại vì họ sợ bị đóng băng hay một lý do nào đó Thường thì đương nhiên là không có à, sống Canada cho nên không có rành về vấn đề này Nhưng mà nào mà biết hơn thì hãy comment bên dưới Để cho mọi người hiểu hơn tình hình ở Canada là như thế nào nhưng mà tôi cảm thấy đó là những cái này cũng rất là đáng tiếc các bạn tại vì hôm nay chúng ta cũng thấy rất nhiều thông tin liên quan tới dịch bệnh như là chúng ta thấy trên màn hình đó là cdc cái bang mà phòng chống dịch bệnh đó, thì nói là có thể là sẽ đưa ra cái thông báo đó là người dân không cần phải tiếp tục mang khẩu trang nữa đương nhiên đây vẫn chưa phải thông báo chính thức nhưng mà cdc nói là đang xem xét cái việc này tại vì họ nghĩ là đã đến lúc chúng ta không cần phải mang khẩu trang nữa và ngay cả các bạn thấy được là CEO của Moderna, cái công ty mà phát hành cái vaccine mà chúng ta chích đó, thì Moderna cũng nói là bây giờ đó có thể nói căn bản đó là chúng ta đang ở giai đoạn cuối của cái dịch này rồi và sau này đó thì chúng ta sẽ trở lại bình thường. Thì đây là cái thông tin mới nhất đó, liên quan tới dịch bệnh thì chúng ta thấy được là điều chỉ ra được chúng ta cũng đã gần tới cái phần cuối của cái cơn dịch bệnh này rồi thuận thì cũng nghĩ như vậy và chúng ta hy vọng đó là sự thật thì à, đối với những cái sự kiện đang xảy ra ở Canada thì à, tôi nghĩ là cũng đáng tiếc tại vì nếu như mà chúng ta thấy dịch bệnh đã đỡ rồi đó thì mọi chuyện tôi nghĩ cũng sẽ đâu vào đó mà thôi chúng ta bây giờ hãy trở lại với Hoa Kỳ đi thì hôm nay cũng có một thông tin à, cũng rất là tốt đó chính là tiểu bang Colorado thì chúng ta được là thống đốc đó Jared Polis trước đây đó thì đã lên tiếng thông báo là sẽ đưa ra một cái uh, luật để cho người dân ở tiểu bang Colorado có thể đóng tiền cho uh, chính phủ Colorado thông qua Bitcoin và đương nhiên các bạn thấy được là cái sự khác biệt giữa năm nay và những cái năm trước đây đó là những năm trước đây có rất nhiều hứa hẹn các bạn thấy là người này đứng ra hứa hẹn người kia đứng ra hứa hẹn à, nhưng mà cuối cùng chỉ là hứa hẹn mà thôi nhưng mà trong vòng hai năm nay đó thì hầu như là các bạn thấy được hứa hẹn là có hứa hẹn là có El Salvador nói là sẽ công nhận Bitcoin là tiền hợp pháp thì đã xảy ra các bạn thấy được là nơi này nó là sẽ chấp nhận Bitcoin nơi kia nó là chấp nhận Bitcoin nơi nọ nó nói là sẽ có sản phẩm Bitcoin thì đều có hết như là đi và những công ty khác thì các bạn thấy được là ngay cả bây giờ các bạn thấy là thống đốc của Colorado, Charles Paulus bây giờ đó thì cũng đã chia sẻ à, trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đó là tiểu bang Colorado sẽ bắt đầu chấp nhận cho đóng thuế bằng crypto à, vào cuối hè năm nay. Có nghĩa là cuối hè năm nay nên người sống ở Colorado thì có thể dùng crypto để mà trả. Và đương nhiên đó, đối với lại cái việc là có phải là tiểu bang Colorado sẽ lưu trữ Bitcoin trong ngân khối hay không thì bây giờ vẫn chưa hẳn đâu các bạn thấy là thống đốc Colorado nói đó là bây giờ sẽ sử dụng một công ty thứ ba thì khi mà ai đó trả giống như là trả thuế đất bằng bitcoin đó thì cái số bitcoin nó sẽ được thông qua cái đơn vị thứ ba chuyển thành đô la và trả cho tiểu bang đó là cái thông điệp hiện bây giờ nhưng mà ít ra đây cũng là một bước tiến tới các bạn có thể là trả bitcoin trực tiếp ở tiểu bang Colorado và đương nhiên tiểu bang Colorado một tiểu bang cũng rất là tiến triển trong việc là chấp nhận nhiều thứ mà những tiểu bang khác không chấp nhận nhưng mà nào mà sống Hoa Kỳ cũng đã biết thì mình nói tới cái vấn đề gì rồi thông tin khác ngày hôm nay đó thì các bạn cũng đã biết là trên Twitter các bạn có thể cho tiền tiếp một người mà các bạn theo dõi mà các bạn thích à, các bạn trước đây đã có thể là cho tiền tiếp bằng Bitcoin thông qua mạng lưới Lightning Network thì bây giờ đó Twitter cũng đã có thêm là các bạn có thể là trả tiền tiếp thông qua Địa chỉ Ethereum của mình Và đây cũng là một cái thông tin mà trước đây Cũng đã được rò rỉ ra bên ngoài rồi Thường có đây từng chia sẻ với các bạn Cách đây vài tháng đó đã có những hình chụp Và đây là một cái Mà Twitter đang thử nghiệm Thì bây giờ chúng ta thấy đã là sự thật rồi Thường biết là cái video này cũng đã khá dài Cho nên thường sẽ tranh thủ thời gian Thì có một cái thông tin khác nữa Là một cuộc phỏng vấn của tịch của của SEC đây là Gary Gensler ở trên đài Fox. Thì đương nhiên đây là một trong những cái cuộc phỏng vấn mà họ sẽ hỏi liên quan đến crypto và đương nhiên là cái người phỏng vấn này đã hỏi trực tiếp chủ tịch của SEC Gary Gensler là ông ta có nghĩ là XRP giống như Ethereum về cái phương diện pháp lý hay là không? Tại vì đó Ethereum thì không có bị bất cứ vấn đề gì đến từ SEC mặc dù là Ethereum bắt đầu đó là bán uh, ICO trước đây nhiều năm nhưng mà với lại XRP đó thì họ lại dù dập XRP như vậy Thì ông ta có cái phát biểu như thế nào thì các bạn thấy được là chủ tịch Gary Gensler nó không có nói Rõ ràng ông ta cứ đi dòng do dòng do hoài làm cho nhiều người đó cũng cảm thấy là rất là thất vọng đối với lại SEC Hầu như đó là họ lựa chọn là ai được phát triển trong thị trường này và ai không được phát triển trong thị trường này Và dẫn đến nhiều người cũng rất là thất vọng về cái cuộc phỏng vấn này đối với lại chủ tịch của SEC Mọi người hy vọng là ông ta lúc nào cũng nói là SEC cần phải có cái sự minh bạch, SEC cần phải có cái sự kết nối với người dân tốt hơn. Nhưng mà đối với nhiều câu hỏi đơn giản đó thì SEC lại không có muốn trả lời. Và những hành động của SEC gần đây đó thì cũng không có làm cho nhiều người hài lòng tại vì ngay cả cái cuộc phỏng vấn bên trên này sau khi mà phỏng vấn Gail Chancellor đó thì câu hỏi rất là đơn giản thôi. Bây giờ đó bỏ vào bên cho dù là XRP trên cái phương diện lý thuyết hay là cái phương diện kỹ thuật có phạm luật hay là không đối với việc là công ty XRP làm hại người dân thì hai điều này đó hoàn toàn khác nhau. Các bạn thấy được là SEC thường hay gộp hai điều này chung với nhau lại mặc dù là không có bất cứ một cái người nào gọi là nạn nhân đứng ra trong cái vụ kiện này nhưng mà SEC vẫn muốn gắn vào là làm hại người dân cho nên bị phạt nặng. Các bạn thấy đây là cái cách làm việc của SEC đối với công ty BlockFi trong khi Chúng ta thấy là công ty BlockFi thì không có bất cứ một người nào đứng lên nói là mình bị công ty BlockFi lừa hết hay là công ty BlockFi không cho tiền cho mình nhưng mà vẫn bị phạt rất là nặng. Thì đây cũng là cái cách suy nghĩ của người phỏng vấn giao trang sở ngày hôm nay. Kế tiếp thì chúng ta hãy rời khỏi Hoa Kỳ mà chúng ta đến với nước Nga đi thì chúng ta thấy được là hôm nay chúng ta lại nghe nói tới thông tin đến từ nước Nga nhưng mà không phải liên quan đến chiến tranh mà là liên quan tới Bitcoin và đây là bộ trưởng tài chính của nước Nga nói là nếu như một quốc gia nào đó đó muốn cấm Bitcoin thì giống như là muốn cấm internet gì đó hoàn toàn là không thể không như bây giờ ai cũng hiểu điều này rồi Thông tin kế tiếp đó mà thường cảm thấy là nhiều người hiểu lầm là chúng ta thấy rất nhiều những bài viết tương tự như vậy nói là công ty dầu hỏa đó, ConocoPhillips à, đã tham gia vào đạo Bitcoin thì cũng không hẳn gì đâu, cũng là một thông tin tốt nhưng mà cũng không phải như là các bạn nghĩ tại vì đó, thông tin này đó, là để các bạn hiểu rõ hơn là Conoco Phillips là một công ty mà họ khai thác dầu hỏa, à, thì khi mà họ khai thác cái thí gas đó, thì họ sẽ có những cái uh, dụng cụ để mà khai thác, thì nhiều khi những dụng cụ đó đó, những cái ống của họ đó nếu như mà bị áp lực quá mức thì sẽ dẫn đến là cái khí ga gia tăng và nếu như vậy đó để đảm bảo an toàn thì cái khí ga mà gia tăng đột ngột đó, đó khi mà họ đào mà bất cứ sự cố gì dẫn đến áp lực quá mức có nhiều khí ga cùng một lúc đó, thì cái phần dư đó đó là phải bị đốt đi cho nên chúng ta mới thấy có những cái máy đốt khí ga mà chúng ta thường chạy xe đó các bạn nhìn trên bầu trời thường hay thấy những cái khí ga sẽ bị đốt lửa văng ra đó thì đó là những khí ga gia tăng đột xuất cần phải đốt đi để mà đảm bảo cho cái việc mà à, đi lấy gas của những công ty này thì đó là một cái mà nhiều người cho là rất là phí tại vì không cách nào để mà các bạn có thể chuyển cái khí đó trở thành một cái năng lượng để mà sử dụng được nhưng mà bây giờ đó thì công ty Kono của Philips thì đang thử nghiệm với một số những công ty đào thì những công ty đào Bitcoin đó họ có thể có những cái nơi đào Bitcoin giống như các bạn nhìn thấy trên màn hình như thế này thì đây là những cái mà bên trong sẽ có rất nhiều những cái máy đào và họ sẽ kết nối trực tiếp và rất là gần với là cái nơi mà đang khai thác dầu hỏa thì khi mà những lúc mà chúng ta thấy những cái khí gas gia tăng đột ngột đó, đó, thì nó sẽ chuyển thành năng lượng để mà đào Bitcoin khôi thì đây là cái sự thật liên quan tới vấn đề này đương nhiên cũng là một cách tốt nhưng mà thường muốn chia sẻ với bạn là không phải là công ty Conoco Phillips họ đi mua những máy đào rồi họ tham gia vào đào bịt khôi đâu Kế tiếp thông muốn chia sẻ với các bạn đó là hôm nay chúng ta lại nghe nói tới Charlie Munger. Thì Charlie Munger hôm nay đó lại có một cái cuộc À, phỏng vấn và đây là bài viết ở trên Forbes thì Charlie Monger đương nhiên là được hỏi về rất nhiều điều và đương nhiên một trong những cái điều người ta thích hỏi ông ta đó là nghĩ sao về Bitcoin. Charlie Monger là đối tác của uh, Warren Buffett. Tuy nhiên các bạn thấy được là đây là hai người mà lãnh đạo công ty Berkshire Hathaway. Thì Charlie Monger là một người mà rất là ghét Bitcoin và trước đây đã từng gọi Bitcoin là thuốc chuột thì các bạn thấy được là bây giờ ông ta vẫn nói đó là ông ta rất là tự hào à, vì ông ta không có tham gia vào mua Bitcoin tại vì ông ta nghĩ đây vẫn là một cái à, thứ bệnh hoạn và các bạn thấy được là trai mọi người rất là tự hào vì trung quốc đã cấm crypto và hoa kỳ cũng nên làm cái điều tương tự thì điều quan trọng đây các bạn thấy được là Elon Musk cũng đã comment bên dưới nói là năm 2009 á thì Elon Musk cũng đi ăn trưa với lại Charlie Munger và thời điểm đó đó Charlie Munger đã nói với tất cả mọi người ở trên bàn ăn đó những cách mà công ty Tesla đó sẽ thất bại đương nhiên các bạn thấy được là công ty Tesla đâu có thất bại đâu mà trở thành một những công ty xe điện đáng giá nhất toàn cầu và đương nhiên điều này cũng không có gì gọi là quá lạ hết Nhưng mà à, cái điều lạ ở đây đó là ngay cả người ta hỏi ông ta về tiền pháp định Thì ông ta có suy nghĩ như thế nào Thì nghe mọi người nói là trong vòng một năm ở à, 100 năm tới đây đó thì tiền pháp định ông ta nghĩ là sẽ trở về con số 0 Nhưng mà ông ta cũng nghĩ là Bitcoin không có giá trị là một thứ bình hoạn Thì các bạn cứ nghĩ đi à, Ông ta đang muốn nói cái gì và thật ra đây cũng không vừa là quan à, quan trọng mà cũng không có gì gọi là bất ngờ hết tại vì các bạn thấy được là từ thời điểm là tháng 12 của năm 2021 đó thì chúng ta có thấy là một cuộc phỏng vấn thì Charlie Monger và Warren Buffett thì cũng có cái suy nghĩ tương tự thời điểm đó rồi và bấy lâu nay cũng như vậy mà thôi họ không có thay đổi thì nhiều người đó thường hay hỏi thượng là người này nói xấu về bitcoin người kia nói xấu về crypto người nọ nói crypto đồ đá vân vân thường nghĩ như thế nào thật ra thường không nghĩ gì đâu các bạn thường cảm thấy đây cũng là một cách để thường giải trí mà thôi tại vì các bạn thấy được bao nhiêu năm qua đó năm năm qua thì rất rõ ràng là các bạn thấy là cho dù thường nghĩ sao về crypto hay bitcoin đó bản thân thường hay là bất cứ một người đơn lẽ nào lời nói của một người nào cũng không có thể làm ảnh hưởng đến cái tuyến đường phát triển dài hạn của bitcoin và crypto hết và ngược lại đó không có một lời nói của một người nào mà đủ mạnh để có thể làm cản trở đường phát triển của crypto và bitcoin hết đây là điều rất rõ ràng trong nhiều năm năm qua rồi cho nên trước đây thường thường hay có những cảm xúc như là à, bực tức khi mà mỗi ai đó không biết về crypto nhưng mà lại nói xấu về crypto nhưng bây giờ thường thì thằng có thể mắc cười thôi các bạn tại vì trên căn bản đó không có ai có thể làm ảnh hưởng đến cái sự tiến triển của bitcoin và crypto đâu và cũng không một quốc gia nào có thể ngăn cản cái đó và bản thân thường thì chỉ quan tâm đến là nhiệm vụ của thường là tiếp tục trung bình giá mà thôi và nói về uh, Warren Buffett và Charlie Munger đây thì đây là cái bài viết đã có từ lâu và đây là bài viết uh, hồi tháng 12 thì các bạn thấy được là Charlie Munger đã nói là ông ta ước tiền điện tử chưa bao giờ được phát minh và ngưỡng mộ Trung Quốc vì đã cấm crypto ông ta sẽ không bao giờ mua bitcoin thì uh, tôi nghĩ là cũng không khó lắm đâu tại vì Charlie Munger bây giờ 98 tuổi rồi. Nó giỡn gì thôi, các bạn thấy là nếu như mà thường 98 tuổi mà còn minh mẫn mà còn gân như là Charlie Munger thì thường sẽ rất là vui. Và về thường nghĩ như thế nào đây thường tóm tắt lại là bạn có thể chết như một anh hùng hoặc là bạn sống đủ lâu để thấy mình trở thành một nhân vật phản diện. Và đây là câu nói của Batman và ai cũng có quyền phạm sai lầm và dùng thời gian để mà khắc phục nhưng mà khi bạn đã 98 tuổi thì Thôi chúng ta bây giờ hãy nói tới uh, những cái tài liệu on chain đi Cũng không nhiều tài liệu đúng đâu Tôi sẽ tóm tắt lại tại vì video cũng rất là dài rồi Thì các bạn thấy được là uh, tài liệu on chain thì cái số lượng Bitcoin này có lời bây giờ là 75% Tương tự như ngày hôm qua mà thôi không có gì thay đổi nhiều Đi xuống một chút nhưng mà vẫn là mức thấp dưới 85% Chúng ta nói tới những tài liệu on chain trên crypto khoan đó, Thì uh, chúng ta thấy được hôm nay Tiếp tục có BTC rời khỏi nhiều hơn là nạp vào. Các bạn thử đeo tài liệu thống kê tới cuối ngày hôm qua ngày 15 tây. Thì trên căn bản cũng không có đặc biệt lắm. Các bạn thấy được là trong thời gian 2 tuần qua vẫn tiếp tục thấy BTC rời khỏi nhiều hơn nạp vào. Ethereum đó thì... Thường như là ngang hàng 50-50 Khi -50, bạn thấy được là ba ngày qua thì có nhiều Ethereum uh, rời khỏi ít hơn là nạp vào có nghĩa là có thêm Ethereum trên sàn Nhưng mà chúng ta thấy được là con số có thêm trên sàn cũng đã giảm liên tục ba ngày qua Nhưng mà vẫn là có thêm Ether trên sàn so với lại uh, rút ra Nhưng mà nhìn hai tuần qua mỗi thanh này một tuần thì các bạn thấy được là cũng cân bằng với nhau mà thôi Có nghĩa là hai tuần qua thì không thấy có thêm Ether rồi khỏi sàn nói chung có nghĩa là cái mức đó vẫn tiếp tục giữ và đi hàng ngang nhưng mà vẫn là mức thấp so với lại cái đây vài tháng Bitcoin cũng như vậy còn về cái số lượng đòn bẩy đó thì như thế nào các bạn thì được là tổng số lượng lệnh đòn bẩy bây giờ đó thì cũng bắt đầu có xu hướng đi xuống trở lại đó là điều mà chúng ta muốn thấy chúng ta không muốn thấy cái đường màu xanh này tăng đâu chúng ta không muốn thấy trong thị trường có quá nhiều lệnh đòn bẩy tại vì nó sẽ dẫn đến những cái hiện tượng như là long squeeze hay là short squeeze và đây là những cái thông tin mà thùng tóm tắt lại ngày hôm nay với các bạn các bạn có những suy nghĩ như nào các bạn hãy comment ở bên dưới và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nepex, sàn Binance, sàn Moon XBT, sàn FTX trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những người nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US Những người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn